Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Đó là bài ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Bài số 1 là chúng ta có bài tính nhẩm. Thì ở đây các em sẽ cùng nhẩm với cô nhé. Chúng ta có phép toán đầu tiên là 8 cộng 2. Như vậy chúng ta có 8 cộng 2 thì bằng bằng 10 đúng không? Đấy, 38 cộng với 2 thì các em có thể đặt tính theo hàng dọc đúng không nào? Đấy, ta có là 8 cộng với 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. Như vậy 38 cộng với 2 thì bằng 40, đúng chưa nào? Đấy, phép toán tiếp theo, 38 cộng 2 bằng 40. Tiếp theo, 98 cộng với 2 thì các em cũng có thể đặt theo hàng dọc hoặc các em nhẩm luôn. Đấy, ta có 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 này. 9 này nhớ 1 nữa bằng 10. Như vậy là 98 cộng với 2 thì sẽ bằng 100. Tương tự, chúng ta có các phép toán 9 cộng 5 bằng 14. Phép toán tiếp theo, 19 cộng 5 bằng 24. Tiếp theo nữa, 29 cộng với 5 bằng 34. Tiếp tục sang cột phép tính tiếp theo, ta có 13 trừ đi 4 thì bằng bằng bao nhiêu các bạn? 13 trừ đi 4 bằng 9 đúng không nào? Đấy. 23 trừ đi 4 thì bằng 19. Tiếp tục 83 trừ đi 4 thì bằng 79. Rồi, sang các phép toán tiếp theo, ta có 10 trừ đi 3 thì bằng bằng 7. 50 trừ đi 3 thì bằng 47. Và 100 trừ đi 3 thì bằng 97. Như vậy là chúng ta đã vừa nhẩm xong được bài tập số 1 rồi các em. Những bạn nào mà chưa làm xong được bài tập số 1, các em hãy dừng lại một chút để tiếp tục làm cho xong bài tập số 1 nhé. Tiếp theo, cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2 như sau. Ai chưa xong bài tập số 1, hãy dừng lại để làm cho xong các em nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ để cái nút đăng ký đấy nó chuyển thành màu xám các bạn nhé. Và các em hãy giới thiệu bạn bè của các em. Hãy vào YouTube gõ từ khóa là kênh Miss Hạnh để xem thêm các video miễn phí khác ở trên kênh của cô. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập số 2 này. Bài tập số 2 là chúng ta có đặt tính rồi tính. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải qua hai bước. Bước 1 là các em đi đặt tính và bước 2 là các em mới đi đi tính đúng không nào? Phép toán đầu tiên là 49 cộng với 25 thì các em sẽ viết số 49 trước này. Xong đó đến dấu cộng này. Viết số 25 ở phía dưới số 49 sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục, đúng chưa? Dấu gạch ngang thay cho dấu bằng này. Và chúng ta cộng theo thứ tự là từ phải sang trái, tức là các em cộng hàng đơn vị trước. Ta có 9 cộng 5 bằng 14, các em viết 4 nhớ 1. Đấy, 4 cộng với 2 bằng 6, nhớ 1 nữa bằng 7. Như vậy, cái phép tính này được kết quả là bằng 74. Sang phép toán thứ hai là 63 trừ đi 58. Thì các em viết số 63 trước. Đấy, xuống dòng viết số 58 sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị này, hàng chục thẳng cột với hàng chục này, dấu trừ các em đặt ở giữa, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng và chúng ta cũng trừ hàng đơn vị trước. Đấy, 3 không trừ được cho 8, các em mượn 1 phía trước, lấy 13 trừ đi 8 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 5 này nhớ 1 nữa bằng 6, ta có 6 trừ đi 6 bằng 0. Như vậy thì cái số 0 đứng đầu này, các em có thể ghi hoặc bạn nào bỏ qua cái số 0, không ghi số 0 đứng đầu này. Chữ số 0 đứng đầu các em có thể ghi hoặc các em có thể không ghi thì đều được cả các bạn nhé. Đấy, bởi vì là chữ số 0 đứng đầu thì nó không có giá trị. Đấy, bạn nào ghi kết quả là bằng mỗi năm thôi thì cũng được.
Sang phép tính tiếp theo là 37 cộng với 63. Các em cũng đặt tính tương tự. Chúng ta cũng cộng hàng đơn vị trước. Ta có 7 cộng với 3 bằng 10. Các em viết 0 nhớ 1. 3 cộng với 6 thì bằng 9, nhớ 1 nữa bằng 10, đúng không? Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 100. 37 cộng với 63 bằng 100. Chuyển sang phép toán tiếp theo. Phép toán tiếp theo là 637 kem cộng với 151. Đây là cộng hai số có 3 chữ số. Đấy, các số có 3 chữ số chúng ta cộng với nhau. Đấy, thì các em cũng đặt tính là hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị này, hàng chục thẳng cột với hàng chục này và hàng trăm thẳng cột hàng trăm này. Dấu cộng các em đặt ở ở giữa này, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Và chúng ta cộng hàng đơn vị trước, ta có 1 cộng 7 bằng 8. Sang hàng chục, 3 cộng 5 bằng 8. Đấy, các em viết thẳng cột. Sang hàng trăm, 6 cộng 1 bằng 7. Như vậy, kết quả của phép tính bằng 788. Sang phép tính tiếp theo, 524 trừ đi 219. Các em cũng đặt tính tương tự. Đấy. Và chúng ta cũng trừ hàng đơn vị trước. Ta có 4 không trừ được cho 9. Các em mượn một phía trước lấy 14, các em trừ đi 9 bằng 5. Nhớ viết thẳng cột xuống. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 1 nhớ 1 nữa bằng 2. Các em lấy 2 trừ đi 2 thì bằng 0. Như vậy ở đây các em điền cho cô số 0. Tiếp theo là sang hàng trăm là 5 trừ đi 2 thì bằng 3. Như vậy chúng ta được cái phép tính là bằng 305. Phải không nào? Tiếp theo nữa là 362 kem cộng với 418. Kem cũng đặt chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục và chữ số hàng trăm thẳng cột hàng trăm. Dấu cộng kem đặt ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta cũng cộng theo thứ tự là từ phải sang trái, tức là các em sẽ cộng hàng đơn vị trước. Ta có 2 cộng 8 bằng 10, các bạn viết 0 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7, nhớ 1 nữa thì bằng 8. Và 3 cộng 4 bằng 7. Như vậy, kết quả của phép tính bằng 780. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 2, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Các em hãy bấm dừng video lại để làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc? Như vậy, chúng ta sẽ có phần tóm tắt như sau. Quyển sách này thì có 148 trang. Đã đọc là được 75 trang. Đã đọc 75 trang. Và người ta hỏi là còn lại bao nhiêu trang chưa đọc? Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Để biết là còn lại bao nhiêu trang chưa đọc thì các em sẽ lấy tổng số trang sách, tức là 148 trang. Các em sẽ làm phép toán gì ở đây? Chúng ta sẽ làm phép toán trừ đúng không? Các bạn sẽ lấy 148 trang, các em trừ đi 75 trang đã đọc này. Đấy, bạn Minh đã đọc được 75 trang. Như vậy, các bạn sẽ lấy 148, các em trừ đi 75 để xem thử là còn lại bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có câu giải như sau. Số trang sách Minh chưa đọc là. Phép toán ở đây chúng ta sẽ lấy 148 kem cộng với kem trừ đi số trang đã đọc, tức là trừ đi 75 trang thì còn 73 trang. Như vậy bạn Minh còn lại 73 trang sách là chưa đọc. Và đáp số là bằng 73 trang sách. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 3. Cô chuyển sang bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 3 này
thì các bạn hãy dừng một chút để làm cho xong nhé. Các em xem video của cô cảm thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cô bằng cách nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và hãy giới thiệu bạn bè của các bạn. Hãy vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh để xem các video khác của cô các bạn nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 4 nào. Mấy hôm nay thì cô đang bị cảm nên là cái giọng nói của cô nó có thay đổi một chút. Đấy. À, ta có bài tập số 4 này. Ngày thứ nhất, đội công nhân làm được 457 mét đường. Ngày thứ hai, đội công nhân đó làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là 125 mét đường. Hỏi, ngày thứ hai đội công nhân làm được bao nhiêu mét đường? Như vậy bài toán này cho biết cái gì? À, bài toán sẽ cho biết từ đầu này cho đến trước cái chữ hỏi này. Đấy. Đây. Cho đến trước chữ hỏi này thì sẽ là bài toán cho biết. Như vậy cho biết là ngày đầu thì làm được là 457 mét đường. Ngày thứ hai là làm nhiều hơn ngày thứ nhất là được 125 mét. Và người ta hỏi là hỏi ngày thứ hai làm được bao nhiêu mét đường. Như vậy các em có cái phần tóm tắt như sau. Ngày thứ nhất là làm được 457 mét đường. Ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất 125 mét đường. Người ta hỏi là ngày thứ hai làm được bao nhiêu mét đường ở đây. Vậy muốn biết là ngày thứ hai làm được bao nhiêu mét đường thì các em sẽ lấy số mét đường của ngày thứ nhất này này. Đây. Các bạn đợi cô xíu nha. Đây, muốn biết là ngày thứ hai làm được bao nhiêu mét đường đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy số mét đường của ngày thứ nhất này này. Các em cộng thêm với 125 mét đường thì sẽ ra được số mét đường của ngày thứ hai làm được. Bởi vì là ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 125 mét mà. Đúng không? Như vậy các em sẽ đặt phép tính ra ngoài giấy nháp. Chúng ta sẽ lấy số 457. Các em cộng với 125 ngoài giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. Được chưa? Đấy, đặt theo hàng dọc. Như vậy chúng ta có câu giải này là ngày thứ hai đội công nhân đó làm được số mét đường là các em sẽ lấy 457 cộng với 125. Ta có 7 cộng với 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 nữa bằng 8. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy là ngày thứ hai sẽ làm được là 582 mét đường đấy các bạn. Và đáp số là 582 mét đường. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5 là người ta yêu cầu các bạn là giải các bài toán sau theo mẫu. Ở đây chúng ta có một cái mẫu này, có một bài mẫu đấy. Là Hà có 12 chiếc kẹp tóc gắn hoa và 8 chiếc kẹp tóc gắn nơ. Hỏi Hà có số kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ mấy chiếc? Như vậy, muốn biết là số kẹp tóc gắn hoa này nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ là mấy chiếc thì chúng ta sẽ lấy số kẹp tóc gắn hoa. Các em trừ đi số kẹp tóc gắn nơ thì sẽ ra được phần nhiều hơn đúng không? Như vậy bài giải này, bài giải mẫu ở trong sách đấy là Hà có số kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ là chúng ta có phép toán 12 trừ đi 8 bằng 4 chiếc. Như vậy là số kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số kẹp tóc gắn nơ là 4 chiếc. Đáp số là 4 chiếc kẹp tóc. Đây là bài mẫu, các em có thể tham khảo thêm ở trong sách. Chuyển sang ý A của bài tập số 5 là Duy cắt được 9 ngôi sao, Hiền cắt được 11 ngôi sao. Hỏi Hiền cắt được nhiều hơn Duy mấy ngôi sao? Như vậy chúng ta có phần tóm tắt như sau. Duy này thì có 9 ngôi sao, Hiền 11 ngôi sao.
Hiền cắt nhiều hơn Duy bao nhiêu ngôi sao? Như vậy ở đây muốn biết được là bạn Hiền này, đây bạn Hiền này, cắt được nhiều hơn bạn Duy bao nhiêu ngôi sao thì các em sẽ lấy số ngôi sao của bạn Hiền, các em sẽ trừ đi số ngôi sao của bạn Duy. Như vậy chúng ta có phép toán ở đây sẽ là lấy 11 các em trừ đi 9, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có bài giải này, đó là Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là, các em sẽ lấy số ngôi sao của bạn Hiền, các em trừ đi số ngôi sao của bạn Duy. Như vậy chúng ta sẽ lấy 11 trừ đi 9 thì bằng 2 ngôi sao. Và đáp số của chúng ta ở đây sẽ là 2 ngôi sao. Những bạn nào chưa xong ý A của bài tập này thì các bạn có thể dừng một chút để các em làm cho xong. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang ý tiếp theo là ý B nhé. Ta sang ý B như sau. Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép bao nhiêu con? Như vậy, muốn biết là cá rô phi này. Muốn biết cá rô phi này ít hơn cá chép này bao nhiêu con? Thì các em phải lấy số cá chép, các em trừ đi số cá rô phi. Cá rô phi ít hơn cá chép tức là cá chép nhiều hơn số cá rô phi bao nhiêu con đấy. Đúng chưa? Đấy. Như vậy, muốn biết là cá rô phi ít hơn cá chép bao nhiêu thì các em sẽ lấy số cá chép là 241. Các em trừ đi cá rô phi tức là trừ đi 38 con. Vậy chúng ta có tóm tắt như sau này. Cá chép thì có là 241 con. Cá rô phi có 38 con. Hỏi cá rô phi ít hơn cá chép bao nhiêu con? Vậy bài giải chúng ta có như sau. Ta có chú Tư thả số cá rô phi ít hơn cá chép số con là. Phép toán ở đây là các em sẽ lấy 241 các em trừ đi 38 và các bạn đặt theo hàng dọc. 1 không trừ được cho 8, các em mượn 1 phía trước lấy 11 trừ đi 8 bằng 3. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. 4 trừ đi 4 thì bằng 0. 2 các em hạ 2 xuống viết 2. Như vậy là số cá rô phi ít hơn số con cá chép là 203 con cá. Và chúng ta có đáp số là bằng 203 con cá đấy các bạn. Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được toàn bộ các bài tập ở trong sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách Cánh Diều bài số 2. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh, các bạn hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em hãy vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm các cái video khác ở trên kênh của cô. Việc nhấn đăng ký kênh và bấm chuông là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta xem các video miễn phí ở trên kênh cô các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.